Áp thấp nhiệt đới đầu tiên năm 2024 trên biển Đông đang có sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 và có thể mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới. Nhiều nơi trên cả nước có mưa lớn. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 7 giờ sáng nay ngày 31 tháng 5, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,1 độ vĩ bắc, 111,9 độ kinh đông trên khu vực phía bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 160 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo đến 7 giờ ngày 1 tháng 6, áp thấp nhiệt đới trên vùng bờ biển tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc tiếp tục di chuyển theo hướng bắc với tốc độ 15 km/h, có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, giật cấp 10. Khoảng 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía đông tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, suy yếu và tan dần. Theo các chuyên gia khí tượng, Tuy áp thấp nhiệt đới ít có khả năng vào đất liền nước ta, nhưng gây mưa lớn ở nhiều nơi trên cả nước. Cụ thể, từ đêm 30 đến sáng 31 tháng 5, ở khu vực Tây Bắc và Nam Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to, lượng mưa tính từ 19 giờ đến 8 giờ sáng có nơi trên 130 mm như Nà Tấu Điện Biên 185,6 mm, Đồng Tâm Hòa Bình 135 mm, con Cuông Nghệ An 161,4 mm, Hương Điền Hà Tĩnh 188 mm. Dự báo hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và rông. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Cùng ngày, khu vực Quảng Trị, Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 20 mm, có nơi trên 50 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa rông còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Nguyên nhân là gió mùa Tây Nam đã được thiết lập. Khu vực chính thức bước vào mùa mưa. Ngoài ra, do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, mưa rào và rông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao 2,5-3,5 m phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 m biển động. Chiều 30 tháng 5, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, theo quy luật của khí hậu, giai đoạn đầu mùa, bão áp thấp nhiệt đới, ít khả năng di chuyển vào đất liền nước ta. Tính đến thời điểm hiện tại, cơn áp thấp nhiệt đới đầu mùa này ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền